Vâng, em chào các anh. Đấy, em tiếp tục vào đây xả kho thanh lý một cái con máy công suất của V5 nhá. Đấy, con này thì đấy nó về này, hiện tại là đây quá trình vận chuyển thì không hiểu tại sao nó rơi mất cái volume đi đâu rồi. Cái không phải rơi volume nhưng cái chụp ngoài của cái volume ấy, còn đây cần volume vẫn còn nguyên đây nhá, vẫn to nhỏ được bình thường. Với mấy ông vận chuyển ông ấy ném không may nó đây, nó tụt, nó gãy mất cái nút này. Để về các anh em mọi người chịu khó bỏ ra xong rồi là mấy nhá, chấm 502 hoặc làm gì đấy để cố định lại cái này vào đây nhá. Cái nút này nó vẫn trong đây này, cái nút nhựa để bấm bật tắt nguồn này. Đấy. Nếu mà ai ấy thì là đây có cái, có thể lấy cái que chọc vào cũng được này, bật nguồn tắt nguồn được này, đúng không ạ? Đấy nhá. Được chưa? Ok nhá. Em bật tắt nguồn này. Chỉnh đầu vào này. Thì con này thì là em bán là bán xả thanh lý nhé. Đây là gọi là test thêm cho các bác thôi. Còn em không bảo hành gì các cái loại này đâu nhá. Test thêm cho các bác là các bác thấy nó lên công suất thôi. Đấy, về thì các bác tự xử lý nốt những các cái ấy của nó nhé. Đấy. Tôi cắm nhầm cổng à, tắt tiếng mất rồi. Đấy nhá, tiếng vẫn ra đây. Con này chỉ được bán tép nhá. OS bát. Đấy. Để tóm lại là ngoại hình như đã quay ở đây. Đấy, những con V5 này. Đấy, những con V5 này thì nếu như mà nó không bị xấu cái này, không mất cái này thì là nhà em bán toàn 1 triệu 2, 1 triệu 3. Đấy. Với những con này tôi bán xả luôn, nhanh luôn là đi 700k. Đấy, các bác về lấy cái này nhá. Đấy, lại cái này nhá. Đấy, với đấy. Về làm công suất nghe nhạc, ra loa hoặc làm gì làm nhé. Cái đấy bạn bạn to nhỏ bình thường đấy. Đấy. Đấy nhá, bán 700k. Bác nào có nhu cầu mua con này alo em nhé. Đấy, số điện thoại liên hệ là 0966 594 581 097 989 1682. Máy em chưa dọn đâu, về các bác tự dọn nhé. Ok. Đấy, giá xả thanh lý là 700 nghìn. Bác nào mua alo em. Em xin chào các anh và xin hẹn gặp lại các anh ở những cái video tiếp theo của em. Vâng.